Kính chào các bạn. Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách in hợp đồng lao động nhanh nhất. Để in được hợp đồng hàng loạt, các bạn cần chuẩn bị các file như sau. File thứ nhất là file danh sách lao động, chính là thông tin của nhân viên, người lao động mà các bạn sẽ in hợp đồng. Thứ hai là bản hợp đồng lao động mẫu, file Word. Trên hợp đồng lao động mẫu này, các bạn lưu ý để trống các thông tin cá nhân như đại diện, chính là tên nhân viên, ngày sinh, nghề nghiệp, thường trú, căn cước công dân hoặc chứng minh thư, cấp ngày và mức lương. Đó là những thông tin riêng của cá nhân người lao động thì các bạn sẽ để trống. Một là các bạn có thể để chấm chấm, hoặc không thì chúng ta xóa dấu chấm chấm đi cũng được. Và các bạn phải đảm bảo các thông tin mà chúng ta để trống này, ví dụ như là đại diện ông bà, thì ở bên file Excel cũng phải có cột đại diện ông bà tên giống như ở bên file Word. Ngày sinh, nghề nghiệp, thường trú tại, đây, dòng thường trú tại, chứng minh thư nhân dân hoặc sổ lao động, chúng ta cũng có sang một cột. Cấp ngày, mức lương chính hoặc tiền công. Sau đó các bạn lưu file Excel này lại và đóng lại. Các bạn mở file hợp đồng lao động bằng file Word ra. Trên file hợp đồng này, các bạn sẽ vào Mailing, chọn Start Mailing, chọn Step by Step. Chúng ta chọn Letter, nhấn Next. Các bạn nhấn chọn User Current Document, nhấn Next. Chọn Use an Existing List, chúng ta chọn vào Borrow. Các bạn chọn đến file mà chúng ta lưu Excel là file danh sách lao động. Các bạn nhấn Open. Chúng ta chọn sheet chứa các thông tin mà các bạn cần điền vào hợp đồng. Ở đây tôi chỉ có một sheet thông tin mã số thuế cá nhân. Sau đó tôi nhấn OK. Phần mềm sổ ra cho các bạn các cái thông tin và các cái cột tương ứng ở trên file Excel. Tại đây các bạn tích chọn hết tất cả các ô này. Sau đó nhấn vào OK. Từ đó các bạn đặt con chuột vào dòng mà chúng ta cần thay các thông tin cá nhân. Các bạn chọn Insert. Ở đây là dòng ngày sinh. Tôi chọn ngày sinh, chọn Insert. Nhấn đóng lại. Thường trú tại, chọn Insert, chọn thường trú tại. Chứng minh thư nhân dân, Insert. Cấp ngày, các bạn phải chọn các dòng cột tương ứng. Chức vụ, lương. Để xem thông tin hiển thị lên có đúng hay không thì các bạn chọn Preview. Như vậy là các bạn sẽ thấy được tất cả các thông tin cá nhân mà tôi để trống, phần mềm đã cập nhật lên đầy đủ. Để in hàng loạt hợp đồng thì các bạn sẽ chọn vào Finish, chọn Print Document, chọn All, nhấn OK. Các bạn có thể chọn file PDF hoặc là chọn in từ máy in cũng được. Ở đây tôi sẽ in thử bằng file PDF cho các bạn, tôi nhấn OK. Ở đây tôi ký hiệu là hợp đồng lao động. Tôi lưu ở ổ download. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy phần mềm tự chạy số trang hợp đồng cho các bạn. Bây giờ tôi vào ổ D hợp đồng lao động hàng loạt này. Tôi sẽ mở ra file PDF. Các bạn nhìn thấy có 102 trang. Và trang đầu tiên là Nguyễn Anh Tuấn. Trang thứ hai là Đào Công Đức này. Tất cả những cái thông tin cá nhân mà đã được tôi bôi vàng là được thay thế rất là chính xác. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách in hợp đồng lao động hàng loạt. Cách in này thì các bạn có thể áp dụng để in giấy mời. Chúc các bạn thành công.